Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của CanFit Gucci. Hôm nay mình nhận được một cái con tiếp tục nha các bạn, là một con Asus X541UVK mainboard review là 2.0. Hiện trạng của cái main này là mình cắm nguồn dòng ăn khoảng 0.0 mười mấy nha các bạn, 0.01. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem cái tình trạng của cái main nha các bạn. Đó, và mình sẽ chỉ cho bạn sơ bộ các khối nguồn. Đây là khu vực 3V 5V nha các bạn. Đó. Đây là khu vực nguồn RAM. Đó, đây là khu vực nguồn 1V SAT nha các bạn. Và đây là khu vực nguồn CPU. Rồi đây là IC sạc của khu vực nguồn sạc nha các bạn. Đây là nguồn sạc. Rồi mình sơ bộ một số nguồn nha các bạn. Rồi trước tiên mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem cái tình trạng của cái main nha các bạn. Rồi, dòng ăn khoảng 0.016 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo xem thử coi main có nguồn 3V 5V không các bạn. Rồi, 3V mà có nha các bạn. Rồi khu vực 5V có luôn. Khu vực nguồn 1V SAT này chưa có nha các bạn. Đây mình sẽ chỉ cho bạn cái khu vực ở đây nó sẽ có một cái khu vực là nguồn 5V SAT nha các bạn. Khu vực này nè. 5V SAT. Này 15V. 3V. Đây, đây là khu vực 5V SAT nha các bạn. Ok, đây mình cắm nguồn lại, xúc nguồn. Rồi. Rồi các bạn quan sát là đây là khu vực 5V SAT nè. 3V LDO. 3V 5V SAT. Rồi đây là khu vực 5V SAT nha các bạn. Mình kiểm tra khu vực 5V SAT. Như vậy là khả năng nó sẽ thiếu nguồn 3V SAT nha các bạn. Đây mình sẽ kiểm tra cái khu vực 3V SAT.
Dọn xe ma coi bao vân sếp. Chương ngôn chương 12. Năm von cấp vào cái chân 12 của cái con BU8302 nha các bạn. À, là có nè. Cái nguồn nuôi nó có nè nha các bạn. Ok, có nguồn 5V. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái chân số 8 là cái chân enable nha các bạn. Đó là chân mở nguồn 1V2. Đó, cái chân lệnh mở nguồn nha các bạn. Để mình xem chân số 8. Năm, sáu, bảy, tám, chân số 8. Wow. Chân số 8 là mình đo được nó bị sụt áp chân số 8 nha các bạn. Rồi mình sẽ đo lại cho các bạn xem ngay chân số 8. Đó mình đo. Còn có 0.2V nha các bạn. Đó các bạn quan sát là đồng hồ của mình còn có 0.2V đây tại chân số 8 của cái con BU8302 nha các bạn. Đây là cái con nguồn 1V2. Còn có 0.2. Ở đây mình sẽ dò tiếp xem là cái chân enable này nó sẽ đi qua những linh kiện nào nha các bạn. Chân số 8 sẽ đi qua con BR8303 nha các bạn. Nó sẽ qua con BR8303 để mình đo xem. Wow, ngay đầu này bị sụt áp nè. Phía bên đây có 3V nha các bạn. Wow, như vậy là khả năng là bị ngay chỗ vị trí là BR8303 nha các bạn. À, khả năng là bị ngay con điện trở BR8303 nè, đây nè, vị trí này nha các bạn. Ồ, bên đây không có mà bên đây nè. Đó, có nguồn 3V2 nha các bạn. Đó, các bạn quan sát đồng hồ. Mà phía bên đây lại không có nè. Rồi. Khả năng là để mình xem cái con này bao nhiêu ký nha các bạn. Xem là cái con BR8303 này nó là
30 kg nha các bạn. Cái con này là linh kiện của con BR8303 này là 30 kg. Bây giờ mình sẽ đo xem linh kiện này nó có vấn đề gì không nha các bạn. Rồi mình sẽ đo trực tiếp vào BR8303. Khả năng là nó bị tăng chỉ số rồi nha các bạn. Nó lên đã hàng mê luôn rồi. Đó, BR8303 nè. Đó, mình đo là nó đã lên tới hàng mê rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm một cái con điện trở BR8303 30 kg nha các bạn. Mình sẽ thay vào. Rồi mình sẽ tháo con BR8303 ra. Rồi, đó, mình sẽ gỡ con BR8303 ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm một cái con BR 30 kg nha các bạn. Con điện trở 30 kg mình sẽ thay vào con BR8303 và mình sẽ cắm nguồn lại xem cái men có nguồn 1/2 chưa nha các bạn và cái men có hoạt động hay không. Mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi, sau khi mình kiếm được con điện trở 30 kg nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay vào vị trí BR 8303. Rồi mình vừa gắn con điện trở 30 kg vào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo lại. Rồi ok nha các bạn. 29 kg nè. Rồi 30 kg. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Mình đo xem có cái 3V3 enable tại chân số 8 của cái con BU8302 không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn.
Ồ, như vậy là main đã chạy luôn nha các bạn. Đây nè, đó, các bạn thấy là main đã sáng đèn rồi nè. Ồ, như vậy là khả năng nó bị ngay vị trí đó rồi. Bây giờ mình sẽ đo lại xem là nó có 3 quanh 3 ngay chân số 8 là chắc chắn là phải có rồi nha các bạn. Rồi, có 3 quanh 3. Đây, hai đầu của điện trở nè. Ok đó, hai đầu điện trở ok nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ xem coi có nguồn 1 quanh 2 chưa. Ồ, có nguồn 1 quanh sết chứ lộn, sorry. Đây là khu vực 1 quanh sết nha các bạn. Mình sorry là đây là khu vực 1 quanh sết. Đó, ok nha các bạn. Có nguồn 1 quanh sết rồi đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay sang mình sẽ đo xem các nguồn phía sau nó đã có đầy đủ chưa nha các bạn. Đây mới là khu vực 1 quanh 2 nha các bạn. À, đây là khu vực 1 quanh. 1 quanh sết. Đây khu vực 1 quanh nè. 1 quanh sết có nè. Rồi 1 quanh 2 có là nha các bạn. Đó, đây là khu vực 1 quanh 2, nguồn RAM. Đây là 3V, 5V rồi, ok. Rồi đây là nguồn CPU mình đo luôn. Rồi nguồn CPU có luôn nha các bạn. Đó, không chấm máy luôn. Rồi ok. Bây giờ bắt đầu mình thấy là có dòng boost nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn vào màn hình xem cái main này có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy màn hình mình sẽ gắn vào. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem cái main có xuất hình hay không nha các bạn. Coi như là mình kết thúc cái ban không kích nguồn bị lỗi nguồn 1W sết nha các bạn trên cái main X541UVK. Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Ồ, như vậy nguyên nhân ở cái main X541UVK này là bị lỗi nguồn 1W sết nha các bạn. Đó, sau khi mình đã xử lý xong nguồn 1W sết thì cái máy đã xuất hình. Ok. Rồi, như vậy video của mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.